Ôi ôi súng gì vậy? Ôi ôi. Ôi súng trọng trường á bạn. Trời ơi mạnh ghê luôn á bạn ơi, các bạn coi kìa. Giờ mép bị dí rồi, mép bị dí rồi. Anh em đã quay trở lại với channel của mình là Hi2 đây, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Minecraft của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi kiếm cái gì đó để mình troll tiếp, nhưng mà cái nhà bữa của mình nó đã hất thủ rồi, mấy con chuối nó chiếm luôn căn nhà của mình rồi. Mấy ui, mình mới mua chiếc xe 2 tỷ màu hồng mà không có mua trần, nhưng mà cái đầu của mình cái mua tới cái mui luôn rồi đó. 2 tỷ rồi, nội thất con trong là màu hồng rất là đẹp nha mấy này ơi. Ủa cái này thắng sao ta? À ok mình biết thắng rồi. Mình không biết chạy xe, mới mua xe cho vui thôi. Rồi lên đó. Bây giờ mình đang đi kiếm anh chuối. Ô chết tơ của ai này vậy? Ủa này nhà của ai vậy? Phòng thí nghiệm. Ôi hình như có mát luôn ta. Vô tham quan, vô tham quan. Ui con rộng cỡ bạn ơi. Trời ơi. Mẹ ơi. Ủa này nhà của mẹ hả? Mẹ ơi. Phòng thí nghiệm. Rồi ông. Mát. Mát. Ôi ha. Hello. Đâu đây? Trời ơi, cái nhà của em bị chuối, thả chuối con vô. Thả chuối con vô bích nguyên khu nhà của em rồi, giờ em phải đi di cư lên đây. Ôi trời, xe đẹp vậy? Hồi 2 tỷ mà. Trời ơi, xe 2 tỷ xấu vậy? 2 tỷ chưa độ nào, em độ lên nữa 3 tỷ, 4 tỷ gì đó xài cho đã. Xe xấu quá ba. Chứ xe sao xấu, xe gì mà xấu gì? Trời xe... mày mua xe 2 tỷ cái nè, mày không bằng chiếc xe máy của tao chạy đâu? Nữa thôi, dục vô quy. Xe máy anh đâu? Ê, anh. Trời ơi, không bằng chiếc không bằng mấy chiếc cùi bắp của tao nữa, thôi cầm bay chiếc 2 tỷ đi ba. Được. Ok. Ơ anh chuối đâu anh? Quên nữa, anh chuối, anh có thấy anh chuối không? Mấy ơi. À chuối hả? Đúng rồi, anh chuối. Chuối bên nhà này nè, đó thấy cái nhà nhỏ kia không? Đâu? Nhà bằng gỗ này hả? Nhà bằng gỗ đó, anh chuối mới cái nhà cái máy màu cam á. À kìa kìa ổng kìa. À không. Mấy ơi. Để em qua. Ok. Ok, sẽ qua kiếm anh chuối. Đòi lại công bằng. Anh chuối à. Ui. Ui hên quá. Ui giò dướng luôn rồi bạn ơi. Chuối ơi. Gì vậy thằng kia? Trời ơi, phá này phá xuống. Phá rồi ta. Ơi. Cái gì em lùi? Giò dướng luôn rồi. Thôi. Anh Mỹ nhỏ. Tao tối ngày chạy xe. Gì? Xe mới mua. 2 tỷ đó anh, Lamborghini. Đâu? Lambo con khỉ, giờ em chạy xe em tông hư nhà của anh mà bắt đền đó, đền đi. Trời ơi, nhà anh có mấy cục gỗ à, nhà em là xe em 2 tỷ nữa là anh không đền cho em. Em giận mặt với anh hả? À, trời ơi. Em muốn giờ anh dẫn 500 anh em chuối qua nhà em phá nữa đúng không? Thôi. Ôi nó chiếm hết một căn của em mà để em hết nhà rồi nè. Ờ ai kêu ngu chi, ai kêu cho anh chi. Giờ muốn gì? Qua đây trả thù hả? À? Không, em hồi nay em đang kêu anh dẫn mấy chuối ra cho em về nhà em ở nơi. Dẫn chuối rồi, chuối fan của anh đâu biết đâu. Ai kêu em gây hấn với fan của anh chị. Ôi thôi em tặng anh chiếc xe. Thôi xe của em màu hường anh không thích đâu. Không. Anh thích mấy xe màu vàng à. Đó. À xe này được nè. Vespa. Ủa chuối. Ờ quên nữa. Rảnh không anh? Ê sao vụ gì? Em đang chán quá, em đang định chôn mát. Mát hả? Đúng rồi. Thằng đó nó có mấy cái thí nghiệm ghê lắm ba. Nó thả mấy cái con mà hả gì The Killer của nó ghê lắm. Slenderman rồi tùm lum. Trời ơi, ổng nhốt rồi, ổng đâu dám thả mấy con đó thất lạc sao. Em có mấy cái con giả giống ổng à. Giống mấy con giống ổng. À giờ mình cho bằng cách nào? Ủa cái này là gì vậy? Mấy cái con, mấy cái quả trứng á, spawn ra. Anh spawn thử đi. À, đâu coi. Ôi, cái gì ghê vậy ba? Trời ơi. Anh đã bèo la. Nè, bây giờ em, game nó không dí em nè. Dí. Ơi, sao nó không dí em? Con này chắc con này chắc nó mới dí á. Con này bị gì rồi? Con kia, thả con kia ra đi anh. Anh thả con kia ra thử đi. Thả con này ra thử. Đúng rồi. Con này là cái gì? Ôi, đó dí em nè anh. Đó, ghê không? Đó. Chúng mình qua mình cho anh. Ê chết cha. Gì anh chọi vậy? Anh mới chọi cái gì ra ghê quá. Ui, dí đi anh. Con quỷ. À. Ok, đó, bây giờ em với anh giả bộ qua chơi rồi tụi mình xâm nhập vô canh mát đi vắng mình chơi. À cũng hợp lý ha. Sẵn rồi mình coi mát có mấy cái thí nghiệm gì á, mình phá hết mấy con đó ra luôn. Đúng rồi anh, trời cái nhà của ổng hôm nay là đẹp nhất luôn á. Để bên nào cho nhà ổng đêm nay gọi là sáng nhất khu này luôn các bạn ơi. Thôi. Tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy?
Ôi gì? Gì? Mẹ. Ủa chú gì vậy? Đang làm gì vậy? À, đây đây đây. Dẹp nói chuyện dẹp. Bỏ cái súng xuống. Súng xuống anh. Tại em đang đi dọn cỏ xung quanh, tại vì cỏ nhiều quá đốt bớt. Dọn cỏ mà xuống. Ôi trời ơi. Thả xuống. Bình tĩnh chơi. Nói chuyện gì đâu mà giơ cây súng vô mặt người ta đâu. Trời ơi, có cây súng bắn da lửa luôn đó. Khủng nạn thật. Ok không? Vậy mọi người đang làm gì đây vậy? Không à, chào bạn, hôm nay mình đi độ xe. Nè, đi độ xe. À, đi độ xe hả? Ok, mọi người đi độ xe vui nha. Em đi đóng cỏ giúp đây. Ok, bye bye. Ui ôi. Chú. Bây giờ anh thử anh kêu Mát gì đi anh? Kêu Mát đi xây nhà cho anh đi. Anh chưa có nhà. Xài Mát đi xây nhà đi, giờ tụi mình vô quậy. Ok. Ê Mát ơi, đứng lại Mát ơi. Chạy xe heo. Sao? Ê đừng nói chuyện, thả cái súng đi. Vô cái súng trước mặt người ta hoài ba. Sao vụ gì? Nhà của anh nó nhỏ quá à. Anh nghe đồn á là hả, em gọi là trong cái khu đất này em cứ là giàu và có nhiều tiền. Em thôi em xây căn nhà tặng anh đi. Đúng rồi. Anh em xây nhà tặng anh hả? Đúng rồi, anh em sống chung với nhau biết bao lâu rồi, em không xây nhà tặng cho em căn nữa, em người mới. Ok, anh sẽ tặng cho mọi người một căn nhà luôn nha. Ok, rồi. Anh đi mua đất đây, đợi anh chút. Anh mọi người đi vui vẻ nha. Có gì okay. Chút chiều tối về anh mới về. Ok, tạm biệt mọi người nha. Bye. Ok, bye. À, vô anh. Vô. Bây giờ tụi mình ơi, có con cheater kìa anh. Ủa, con đó có dí không? Anh thấy nhìn thấy mấy cái chân đó là không có vui chút nào rồi. Thôi đó. Kệ đi. Ủa, cái nhà này. Nhà gì đâu tiếng Anh không anh ơi. Nhà gì vậy? Mấy cái giáo sư thí nghiệm đồ mà ghê đúng. Nhà màu mèo á anh ơi. In the case in emergency. Trời ơi. À, trong trường hợp khẩn cấp. À nó nói nếu mà trong trường hợp khẩn cấp thì lấy mấy cái vũ khí này ra xài nè. Trời ơi, treo đồ vũ khí đồ ghê quá anh. Ủa đây là gì đây? Ờ. Chết gì nữa nè. Ủa nón nữa hả? Trời ơi. Nhà của anh Mát xịn quá anh ơi. Trời, trên này có gì nè. Phải làm gì đây? Ôi có con rồng nữa kìa bà. Đâu? Trời ơi, ổng ăn cắp bí kíp liệt rồng á anh. Quá dữ luôn, ổng con rồng này lần đầu tiên anh mới thấy luôn á mày. Sao đẹp quá vậy? Ê, anh lên cởi được anh, cởi được lên cởi được anh. Ê bạn rồng, bạn tên gì vậy bạn? Anh lên cởi thử anh. Ui. Cởi được á. À. Trời ơi, bay được luôn kìa hi ha. Ui giời. Trời ơi, bạn rồng này quá dữ luôn mấy bọn ơi. Con rồng đúng mạnh luôn á anh ơi. Ê. Con rồng này các bạn biết con rồng này tên gì không? Nếu mà các bạn biết để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Trời lâu rồi mình mới được cởi rồng. Bay lên đi anh. Quá các bạn ơi. Bay lên đi. Bay hết được rồi. Rồng này như sáng ngày chưa cho nó ăn sáng. Á đù. Ê, con chết tơ đó, nó ôm rồng nó chạy luôn rồi. Á đù. Nó chết tơ. Á đù. Mất tiêu luôn con rồng ơi. Ui, mất tiêu luôn chết tơ luôn rồi. Ui mệt quá. Nhà nó có kiếm tiền mình không biết được rồi. Nhà ghê quá anh ơi. Nhà ghê quá chuyện. Ủa cái hầm gì nè anh? Cái hầm chắc hầm bí mật đó, xuống coi thử. Xuống. Ui. Ui da. Ui. Để em thu phục cho. Rồi, ok. Ui vui. Rồi em có ba cái con búp bê Annabelle. Búp bê Annabelle. Kẻ thịt người. Ủa Annabelle này ghê quá anh. Ủa sau lưng Annabelle có cái con quỷ gì ám nó kìa. Ý con này trong cái phim gọi giống, là ủa, giống cái series chú quỷ Lucifer á. Trong cái series ghê. Ủa con này là cái cổng gì nè anh ơi. Ủa cái cổng gì cũng biết luôn không. Mình đi vô không? Thôi. Anh cũng sợ quá. Mấy cái thí nghiệm nó biết đâu mình vô thành với ma luôn sao. Sao chết tên nó nãy vậy? Ok các bạn ơi, thì mình đã quay trở lại đây. Bây giờ mình đang chuối ơi, chuối. Ủa chuối đâu mất tiêu rồi? Mới thấy. Lên lẻ ba ha, lên lẻ. Lên lẻ chứ, mình chưa thả ra lấy gì lên lẻ. Trời ơi, em mình thả chỗ nào? Thả ở đây nè. Ở dưới luôn hả? Đúng rồi. Anh đang ở trên, anh sợ nó bị phát hiện ba, nên anh đứng trên rình nó, coi nó có về không. Ok, thả ra đi, anh thả ra đi. Thả ra hả? Ơi. Anh game một đi, coi chừng chém anh chết á. Để em game một cho anh chuối. Ok. Rồi. Lẹ vậy. Rồi, thả đi. Ừ lẹ lắm trời. Thả đi. Ơi cái con kia đâu? Con gì? Con em đưa anh đâu? Anh hả? Anh xài rồi. Trời đậu anh tưởng. Em tưởng anh game một anh thả chứ. Đâu có. Em xài
mày rồi. Ờ, chết rồi, em nghe tiếng rồng về kìa anh ơi. Ừ, anh cũng nghe tiếng rồng về rồi. Rút quân anh ơi, rút quân. Ừ, bởi vậy nãy giờ anh đứng mới đứng ca ơi, mẹ cho anh này. Họ kiếm thuốc tàng hình uống vô đi anh. Mình coi ổng. Ủa, thuốc tàng hình tên tiếng Anh là gì vậy anh? Trời, thuốc tàng hình nè má. Đây nè, lụm nè. Đâu, 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 anh đưa em đi. Ui, ơi, ui, nghe tiếng súng mà kìa anh ơi. Lẹ anh chú ơi. Thôi, 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 nè, nè, nè. Ê, lên, lẹ, lẹ. Ok, giờ coi. Rồi, giấu bình thuốc, giấu bình thuốc. Ok, giấu rồi. Mát đâu ta? Anh coi chừng anh chết kìa, anh chuối. Không sao đâu, anh tàn hình thôi. Anh, ok, giờ, ui, giữ cái mình. Trời ơi là trời. Ở ngoài kia ở đâu ra nguyên cái thằng kẻ giết người, kẻ ăn thịt người dưới kia. Mình nhớ mình nhốt nó dưới mà. Mày á, ui, ôi. Ủa, mát bánh lên. Chuối, chuối, trời. Ôi, ôi. Anh đâu có ở tàn hình không, tàn hình không? Okay. Ôi, hên quá. Ôi, chết rồi, Hiên Nam. Hả anh? Sao con rồng nó bay về chỗ cũ rồi, hay vậy? Ai biết đâu, chết tơ nó cưỡi về á. Ôi, trời ơi. Anh coi mát nè anh. Thằng nào dục con rồng ra đường. Thằng nào dục con rồng với con chết tơ ra đường. Kiếm thấy bà luôn. Hên là con rồng nó biết đường nó về nhà đó. Không là xong rồi. Thiệt tình nè. Ờ, đi xuống dưới kìa, đi xuống dưới, đi xuống. Để coi. Ôi, cái gì vậy? Cái gì? Ôi, Annabelle giao gì vậy? Annabelle bị đánh rồi kìa anh chuối. Xuống. Bóng hơi luôn rồi. Đâu, để coi. Hôm nay mình sẽ cho các bạn coi tận mắt anh Mát thu thục mấy con Annabelle này như nào nha. Đâu. Trời ơi, mày đánh. Ui ôi. Trời ơi, cái súng khủng vãi. Ôi ôi, hết hồn anh chí à. Chết bà, súng hết đạn rồi. Ây da. Rồi sao luôn, bất ngờ. Ui, xuống nữa kìa anh em ơi. Anh thấy rồi. Trời, cái súng xịn vãi. Ôi, bắn ra lửa ông, luôn. Ông đốt kìa. Ôi, ôi. Ông đốt mấy con. Ui, đốt hết luôn kìa các bạn ơi, trời, súng mạnh vãi. Ui, súng gì vậy? Ui, ôi. Ôi, súng chậm trường á ba. Trời ơi, mạnh ghê luôn á bạn ơi, các bạn coi kìa. Rồi, mấy bị dí rồi, mấy bị dí rồi. Trời ơi, thằng chạy vô cánh đồng luôn rồi. Thằng nào phá cổng rồi, vô nước. Ây da, cứu tôi đi. Hết đạn rồi đó, xuống hết đạn rồi. Hết đạn rồi, cứu tôi đi. Rồi, xong luôn. Chạy lên chú ơi. Chạy lên. Vậy là mình cho được mát rồi. Ok, mình cho được mát rồi anh. Ui, bạn ơi, mình cho được mát rồi, nhưng mà mát đâu rồi? Trời ơi là trời. Ở đâu mà ra cái lũ nào mà nó phá nhà cửa mình mới đi đâu chút xíu về nó phá hơn tụi mình đây. Tại ngang đầu cổng. Ơi. Ôi ôi. Ơi, từ lại đây, ở đây có camera, mình phá camera đi Hi Ha, mắt công mát nhìn thấy á. Ở đâu anh, đâu anh? Ở đây nè. Anh đâu? Cái cổng nè. Anh tàn hình rồi. Để tôi về là anh. Rồi, à đây. Phá đi. Mà biết thằng nào mà quậy. Rồi, ok, phá. Bắn thằng đó bằng cái lửa này. Bung cái lửa vô người nó luôn. À, em phá camera rồi anh ơi. Trốn đi. Tiếp tục trốn hả bạn ơi. Uống vô. Mình quá. Chết rồi. Mấy người bắn chúng anh rồi. Ôi không. Ở đâu. Bình tĩnh, coi chừng ống nghe tiếng đó anh đó. Nào mới nói tiếng gì vậy ta? Ôi, bây giờ mình dùng súng lửa mình đi tìm mình nè. Ôi, bây giờ nha anh. Ui. Ôi. Nghe tiếng quen quá. Anh chuối rồi, để mình tìm bê lại anh chuối bạn ơi. Ui, anh chuối đang trên con rồng. Ông đâu đâu, để mình đánh đâu đi đâu. Ui, đâu ơi. Ui, đâu ơi. Đâu ơi, đừng đánh đâu ơi. Ủa, cái gì vậy trời. Tự nhiên bữa nay, tự nhiên nó rượt theo mình ghê vậy. Rượt nó đâu có gì đâu. Thế mà cũng không biết. Ui. Này thì phòng thí nghiệm của Usmat. Ủa, chuối đâu rồi ta? Bây giờ mình không anh thấy chuối. Anh trên con rồng nè. Ô, trên. Ơi, chuối à. Chuối cứu em, chuối ơi. Anh chuối cứu em. À, vậy là ông chuối, anh chuối ha, anh chuối cứu em ha, vậy là anh chuối gì ha. Anh chuối. Phun lửa cho người nè. Thôi mẹ con rồng. Bye bye Hiên Nga nha, anh chạy trước đây, anh chở rồng. Con rồng, chuối này hình leo lên con rồng không? Anh chở, anh bay về thời thế giới. Ôi, anh đây. Ui, anh
chưa ăn cắp con rồng của anh ơi. No. Té lẹ, té lẹ. Xe 20 tỷ mình đâu rồi ta? Ê, chú ơi, chú ơi, cứu em chứ. Ôi, 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 ôi. No. Rồi ông phun lửa nữa kìa. Ê. Bye bye, bye bye anh. Bye bye anh. Chạy ơi. Ok bạn ơi, clip mình chỉ có như này thôi nha. Mình cho Mát thành công rồi. Bạn nào muốn cho Mát hay là cho anh chuối nữa, hãy comment lại bên dưới, mình sẽ cho anh tiếp. Anh chuối anh lấy con rồng của Mát đi luôn rồi bạn ơi. Tại sao cho mình hợp tác với Mát cho lại chuối á. Ok bây giờ hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo nha. Bye bye.